Thầy đang cầm máy 10 thế vậy? Chia sẻ live stream. Lớn lên trí tiệm. Tối luôn mẹ, mở cửa luôn đi. Sao tối nè. Sáng sủa một tí. Hello Kim Quyến, hello Ngọc Nhi, hello Trúc Phan nè. Hello hello. Hello Minh Thư, hello Khánh Hưng. Hello Giang Giang Hồ. Hello tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của Kem KB Cuộc Sống ở Đông Xuyên nha mọi người. Thằng Tina không chuyện ai về là mình đây. Hello Hương Trần, hello mấy chị chỗ giống như bà canh đâu ra thẳng hết trơn vậy trời. Gì đâu mà canh đâu mà à, vừa bấm like có thấy hết trơn vậy trời. Hello. Hello Hào Đen, hello Nguyễn Ngọc. Hello tất cả mọi người nha. Hiện tại em đang like hai máy nha. Một là Kem KB, hai là Kem KB 95 top top. Là không về à, chị sẽ lấy chim kia à, nó nghe nào. Đợt trước á là em làm một cái mẻ kem mà gọi là sao ta, lần trước em làm á là em làm cái mẻ kem nhung mỏng mịn dễ tán phong giọng vang vậy bà, được không bà, phải gian vậy mới được à. Nếu mà chị ủ á thì nó mới mau trắng tình yêu ơi. Ví dụ như bây giờ á chị xài chị không ủ cũng được nữa, nhưng mà nếu mà chị ủ á thì nó sẽ nhanh lên tông, nhanh bật tông nha. Đợt này là dành cho chị nào mà da mà lần đầu tiên xài kem nè, lần đầu tiên xài kem nè, da bị ăn nắng chai lì nè, da của em nè, mắt gì mô gì, mắt gì mô qua chị cho địa chỉ, chị không gửi, chị muốn gì chị tuyên bích, chị tuyên bích nè, bên em gọi chị không được, chị xài điện thoại bên em gọi không được, ha. Tuyên bích nè, thấy bà có mua cái gì mà bà xả rồi nè, là bên em gọi không được. Chứ bán không lẽ bán mà không cần chốt đơn gì, chứ cần gì giờ. Cần xả hả, không lẽ em bán em cần xả. Em bán em cũng cần chốt đơn lắm chứ, mà tại vì bên em gọi chốt đơn chị không được. Nè mấy chị, trời ơi em không tin luôn cả nhà ơi. Đi Đà Lạt chụp ảnh thôi đó, mà giờ tao nói nó đen còn hơn đi biển nữa cả nhà. Mặc dù là trời mát nha, mặc dù là trời mát mẻ thật sự luôn cả nhà, mà nó đen, sao kỳ vậy trời. Mấy chị Đà Lạt ơi, có phải vậy không? Mọi người báo cho nói cho em biết thử coi. Em không tin được là em đi Đà Lạt về em đen hơn em đi biển luôn á cả nhà. Mặc dù mà trời nó mát lạnh thiệt nha, trời lúc nào cũng phe lạnh chân á, mà tao nói nó đen. Lại nhà tao mày làm gì tao? Quỷ khùng. Nay bả tươi xanh nha, chắc tại là do em mặc cái đầm xanh đó chế. Chắc tại là do em mặc cái đầm xanh đó. À, kem body là xài cho body thôi tình yêu ơi. Bên mình cũng có kem mặt nữa đó. Bên mình cũng có kem mặt để mình ghim lên cả nha. Để mình game kem body, vui lòng giùm mình là kem body thì để xài cho body, đừng có hỏi linh tinh linh ta vớ vẩn nhé. À, cái này có chưa? Chưa nữa. Chưa gì nữa. À, cái mẹ này để chút mai đi chịu khó đi chứ biết sao giờ. Lúa chín vàng tươi, dáng bao cô. Ủa? Chưa. Hủ màu hồng á. Đây nè em ghim lên cho cả nhà mình coi nè, em đang like hai bên nha. Hello hello. Rồi rồi, đấy đế đồ của bà Hồng Dương á. Lấy em một hũ được không chị? Ra được nha tình yêu ơi. Nói nghe nè, mấy chị mà mua kem ở bên đây á thì mua hàng thì kèm để lại số điện thoại giùm cho em nha. Còn mấy chị bên top top thì bấm vào giỏ hàng chốt giùm em luôn nha. Nguyễn An lấy đặt giùm mình luôn nha. À, em đang mặc là cái đầm hiện tại em hết rồi tình yêu ơi. Cái đầm em đang mặc hiện tại em hết rồi, trời ơi trời. Chị mua ba cái quần có gọi chị kết bạn Zalo. Em kết bạn chị xem, kêu chị kết bạn à, chị tuyên bích cả chị đó, chị có mua ba cái quần. À đó, bây giờ tôi bấm bên đơn lại nè, thấy bà liên hệ cho khách coi sao mà coi thử coi có chị tuyên bích không. Chị tuyên bích chị nói á, kêu chị chơi kết bạn Zalo, chị kết bạn Zalo cho mà không trả lời. Này đen thì bỏ vậy. Tao nói đi chụp hình cưới có ngày mà vậy nó đen. Ờ nó đen tới nỗi nó nắng tới độ mà biết gì không. Nó nắng, trời ơi bình luận nhiều quá đọc không hết, em đăng lên đi. Bình luận quá nhiều rồi. Nó nắng nó đen tới độ mà em chụp có vài tấm hình em nghỉ luôn cả nhà. Dạ kem 220 hộp tình yêu ơi. Đây nè. Trời ơi bữa nay em nói thiệt nha. Ai nói em đen em chịu, không có buồn nghỉ chân má ơi. Không có buồn luôn á trời. Đi cờ cờ ở ngoài Đà Lạt vậy đó. Trời nó mát rượi luôn trời cả nhà. Nó mát rượi luôn. Nó lạnh tan luôn vậy đó mà về em đen nè, coi em đen nè trời. Em đen bữa nay em đen hơn con Xu Nhi luôn nè. Nè. Sao? Mà chị Thiên Bích này á, nó xài luôn.
Hai bếp hả? Bà có kết bạn mình chưa? Nhưng mà cái vé lờ của chị á, tụi em kết bạn không được. Chị đã chặn người lạ kết bạn rồi, chị hiểu không chị Tiên Bích ơi? Để bên em gọi lại cho chị nè, để bên em gọi lại cho chị nghe, vui vẻ nha. Mua ba cái quần gì đâu, nhắn lại em đem lấy cho. Lát nhắn lại em đem soạn lại cho chị nha. Tại vì á không có, tại vì bà không có cái vé lờ của bà sợ không có ra. Áo khoác gần tầng mà chưa thấy Hồng Viên luôn kìa. Hồng Viên. Ơi sao nhiều khách mà đặt rồi không có quá trời luôn á. Hồng Duyên, tao nhớ cái mẹ này cũng chưa lên đơn hay sao nè, không nhớ nổi nữa. Không, Hồng Duyên này hình như là bị bữa mình đi xong rồi qua chốt cái lúc mà mình đi bị đi rồi đó, là tối rồi tụi bay đi Đà Lạt rồi đó. Rồi nó bị dính lại hay sao? Hay là cái gì? Lại đó. Có một cái áo khoác bị dính lại. Là hiện tại là còn nằm nhà hay sao? Mới đem qua đó. Không có receipt tình yêu ơi, không có receipt nha. Receipt tỉnh đồng giá 30.000 giùm tôi nha. Bây giờ tôi nói nhanh gọn lẹ cho cả nhà mình chốt nè. Bây giờ nói nhanh gọn lẹ nha. Chị nào mua hai kem nào cũng được, miễn là hai kem MB sẽ tặng cho một tấm trắng. Rồi ok chưa? Tấm trắng 130.000, lấy tấm trắng ra luôn. Tấm trắng 130.000. Đây. 130.000 mua hai kem hũ nào cũng được, miễn là hai kem tặng cho tấm trắng luôn. Chị nào đang gặp cái vấn đề da như thế nào cứ việc để lại bình luận, gặp cái vấn đề da gì để lại bình luận kệ đi chị Bi Thu ơi, nó nói gì kệ nó. Bầu xài được với chị Hồng Chanh, bầu xài được, xanh xong ra tháng xài được giùm cho em luôn. Cả nhà xuất sắc không, xuất sắc không, chất kem siêu thấm mịn luôn. Đợt chị nào thích kem nhung phải không? Nhưng mà bên em á, do là kem này là kem em tự trộn cho nên em sẽ là trộn sang kẻ. Em không có trộn mà một cái công thức mà em trộn hoài đâu. Tại vì tránh trường hợp có nhiều chị á xài hoài một cái loại kem á sẽ bị gì? Sẽ bị lờn da. Đúng cả nhà, sẽ bị lờn da. Hai kem bao nhiêu tiền? Hai kem là 430.000 chị Ngọc Trang ơi. Đâu kem biết ra đó, kem biết cho mình cái. Ủa có đã sẵn rồi ta? À đây đây có luôn. Đây nè. Hai kem bên nhà em là một là kem ủ, hai là kem lời. Nó nghe là mua hàng để lại số điện thoại giùm em mấy chị yêu ơi. Mua hàng để lại số điện thoại giùm em đi mấy chị bên FB ơi. Tới vào chết ha, tới vào chết hiện tại em hết. Thôi chứ hiện tại em hết nha. Rồi đây nè, body VIP nè. Inbox chúc hai hộ em đã nghe là mua hàng thì để lại bình luận kèm số điện thoại giùm em thì bên em sẽ lên đơn hai kem tặng tấm trắng. Còn mấy chị mà không để lại số điện thoại mấy chị inbox thì em không có tặng, em nói trước nha. Chị nào mà được em đọc tên là được tặng. Còn mấy chị bên top em thấy mấy chị yêu nè, mấy chị cứ đặt trong nhỏ hàng đi, cứ hai kem em tặng cho một tấm trắng, kem nào cũng được miễn là hai hũ, ok chưa? Thì cái mũ bên em là giá là 220 nè. Kem hũ bên em là giá là 220, còn kem lừa giá 200. Kem lừa là chất kem màu trắng nha cả nhà. Kem lừa là chất kem màu trắng. Chất kem nó như là dạng lotion nha cả nhà mình vậy đó. Thơ lên là thấm liền. Mấy chị xài dưỡng thể sao là xài kem nảy gan vậy luôn nè. Mấy chị bình thường mấy chị xài dưỡng thể sao là kem nảy gan luôn. À chị Thâm ghẻ mình xài giùm em cái loại body ủ á chị. Body ủ là hũ này nè, 220. Là 220 nha. Là 220 đây nè. Như là kem lừa nhà em nè, kem lừa nhà em là mấy chị nào mà da đen không, da nào mà da đã đẹp sẵn rồi, da nào mà da đã đẹp sẵn rồi, da mà có tông da sẵn rồi thì hãy dùng dùm em kem lừa. Còn nếu mà da của mình đang rất là đen hâm nám chai mà có thẹo nè, do té xe hay là mũi cắn gì đó, ok Nguyễn Anh Tài. Ok, lát bên tối sẽ liên hệ gọi chút đơn nha. Đây, hai kem ủ cho chị Ngăn Đổ. Ok, chị Ngăn Đổ này là loại nào? Chị đang hỏi cái gì? Muốn kem ủ không? Kem ủ là cái loại màu hồng 220, là nguyên cái thao là kem trộn này nè. Thao này là em làm cho một cái mẻ thao. Họ làm em làm cho một cái mẻ kem đó là sáng da, mờ sạm, mờ mũi cắn. Da chị nào mà mũi đốt nè, gãi cái có thẹo, có ghẻ bị thâm nè, xài giùm em một kem ủ, lên đơn kem ủ cho em. Cứ hai hũ là em sẽ tặng cho gói tấm trắng 130.000. Cứ hai hũ là em tặng gói tấm trắng, ok like chưa? Một kem mũi cho chị Vi nhỏ, ok chị Vi nhỏ em thấy chị yêu luôn nè, để lại số điện thoại em cảm ơn chị nhiều nè. Đó. Là đem mang bầu vẫn xài được nha Hồng Trâm ơi, nói nghe nè. Cái này là cái đồ mình xức ở ngoài da thôi tình yêu ơi, cũng không phải là mình ăn như trong họng. Cho nên là cũng không cần phải ngại nha. Hũ 500g em có Thúy Vi ơi, 500g hiện tại em đang sale còn 600. Còn hũ này là 150g giá 200 nè. Còn 150g kem mũi thì cũng giá là 220. Mua hàng kèm số điện thoại giùm mình đi Khánh Linh ơi. Chừng nào đám cưới vậy bà? Một tháng mười là đám cưới. Một hũ bao nhiêu gram? Dạ 150 gram như tình yêu ơi, 150 gram đây.
cái kem lười à, kem lười đưa tao mượn cái mày á, tao sao kem mũ à. Dạ, kem lười 200, kem mũ 220. Đây kem lười nè, kem lười này nè, em bao mới chịu xài. Đúng rồi, kem lười là dành cho da trắng sẵn nè. Một kem mũ cho chị Trần Thị Khánh Linh nè, ok chứ yêu. Đúng rồi, kem ủ hay kem lười nó nghe nè. Chị nào mà da đen, da chai lề, da thâm sạm, khuyến khích không xài kem lười dùm em nha. Có một ký là 1,2 triệu tình yêu ơi, 1 ký 1,3 triệu em đang sale còn 1,2 triệu nè. Lưu ý dùm em nha, mặc dù em đang test trên cái nền da đen nhưng em vẫn khuyến khích. Ok Hồng Trâm nè, đi chung với đơn áo nè, rồi ok. Vậy thì qua bên kia nhắn tin dùm cho mình nha. Hồng Trâm ở đây nè, coi dùm em, mặc dù là em đang test trên cái nền da đen nhưng em không khuyến khích cả nhà mình da đen mà dùng kem lười. Bởi vì sao? Kem lười nó cũng giống như dưỡng thể đó, mà da chị đang đen nó chỉ dưỡng thôi, thì cũng nó chỉ nằm ở cái mức dưỡng thôi ha. Nếu mà cả nhà mình không có chịu ủ dùm em á, ủ là phải xài kem ủ, nửa ký là 600 nha Vi Nguyễn ơi. Nè, cái đầm dính kem thì kệ nó đi, trời đất ơi, cái đầm của tôi dính kem, tôi đâu làm dính kem cái đầm bà đâu mà bà nói hoài vậy trời. Dính kem thì kệ nó đi, tao ngồi cái trắng thao kem tao dính kem. Chừng nào tao ngồi trên cái thao kem mà tao dính cứt á thì mày la làng, cái gì mà nói hoài vậy trời. Tao dính kem kệ em đi trời. Đây nè, rồi đó, thấy không? Nền tông da đen nè, đưa thêm tay nữa. Đây, thấy không? Nền tông đen có thể xài nhưng em không khuyến khích xài, bởi vì sao? Đã đen mà còn lười nữa. Đã đen mà còn lười nữa thì da của mình sẽ không có cải thiện đâu. Ok la chưa? Không có cải thiện bằng xài cái mũ đây nè. Tay em chai lì không trắng xài loại nào vậy chị? Đây, này chị Lý Ngút. Da đen chai lì giống gì nè, không? Nè, thấy cái bàn tay nó bị sạm vì ăn nắng không? Bị ăn nắng không? Đây. Chị xài giúp giùm em cái kem mũ này nè. Đây nè. Thì em nói thiệt, kem của em á, em trộn cho cả nhà mình xài rất là đỡ hao. Bởi vì sao? Đây nè, chị lấy con miếng thôi, chị tán ra vậy nè. Đây nè. Rồi không? Cái kem mũ nè, cái kem mũ này nó sẽ nằm trên cái bề mặt da của mấy chị. Rồi khi mấy chị mặc áo khoác vô giùm cho em gái á, khi cả nhà mình mặc cái áo khoác vô mấy chị chùm ủ á, khi đó nó ra cái mồ hôi á, thì nó sẽ kích trắng, nó sẽ thúc đẩy cái lỗ chân lông của mấy chị nó hấp thụ kem nhanh nè, rồi nó nhanh trắng, nó nhanh cải thiện nè. Thì nên xài giùm em. Chừng nào những chị mà da đã có tông, không cần phải trắng như em, nhưng mà da đã có tông rồi thì có thể xài kem lười. Còn nếu mà da đen, da chai lì, da không đều màu như bạn này nè, thì em khuyến khích cả nhà mình dùng giúp giùm cho em là kem ủ nha. Đây là kem ủ em đang test lên nè. Đây nè, sức lên nó cũng rất là thấm mịn trên da của mình luôn. Nhưng mà nếu mà chị nào mà da khô quá thì phải chấp nhận cái trường hợp đó, chính là khi mình lần đầu mình sử dụng kem, da nó sẽ hơi lộ một tí. Da nó sẽ hơi lộ băng kem một tí, nhưng mà sau khi mấy chị sử dụng một tuần, khi mà cái da của mình nó đã cân bằng với cái làn da rồi nè, nó nhả nắng ra nè, cái lớp chai sần á, nó đã đánh bay cái lớp chai sần, phải không? Thì ở trong nó sẽ là một cái lớp da mềm mại và trắng đẹp. Rồi từ đó mà cứ từ cái đà đó mà dưỡng cho nó nâng lên là nó ok la ok. Hũ là 220 á chị ơi. Hũ là 220 150g nha. Giới thiệu chị nào? Giới thiệu thêm hộp nào cho em xài da đen để được tặng đi chị. Thì lấy hai hũ sơ đi chị. Lấy có kiểu như da. Bây giờ nếu mà da của chị đen quá cần cải thiện, em nói nghe nè, lấy hai hũ C về để dành xài. Kem bên em mà xài mà ví dụ như mà có dị ứng, kích ứng, xài không hợp, cứ nhắn tin cho em bao đổi trả trong 3 ngày, em thu lại trong vòng 3 ngày nha. Hũ ủ là 220 chị Lý Ngút ơi. Còn hũ kem lười này nè, bán thì bán kiếm lời vậy thôi chứ thật sự là không có khuyến khích cả nhà mình dùng. Bởi vì sao? Nó chỉ dành cho những chị nào mà da người ta đã có tông rồi nè, cái người ta xức thêm miếng nữa cho nó trắng láo thôi cả nhà. Có xài kích trắng không? Không cần xài luôn chị Hồng Phai Cánh, nhưng mà chị thải xiên tẩy tới bào chết giùm em. Chị có thể mua cám gạo cà phê cũng được. Cám gạo cà phê bên em á là cà phê là 30 ngàn, hiện tại em hết cám gạo rồi, em còn cà phê 30 ngàn gói 100g, xài cũng được 5-7 lần á cả nhà. Nhưng mà hiện tại em hết cám gạo rồi, em chỉ còn cà phê thôi. Cà phê về mấy chị pha với trái cam á cả nhà, rồi em đập thêm trứng cột gà bỏ vô, cái mấy chị đánh cho nó sệt lên, rồi mấy chị tắm đi, nó tẩy tới bào chết và da của mình nó mịn, ăn kem cực kỳ luôn. Làm trong công ty không có tiếp xúc nắng thì có cần phải ủ không chị? Ai dạy chị Hoa vô sắc ơi, em nói như cái này rất là đơn giản nè. Kem xài trắng không chị? Dạ không nghe chị, không đâu nha. Dạ em nói một cái đơn giản thôi, tại sao cùng là một cái loại kem mà tại sao cái chị này chỉ xuất kem bên em tuần lễ chỉ trắng mà mấy chị 10 ngày mấy chị mới trắng? Là sao? Nó khác nhau ở cái phần mà nó khác nhau ở cái câu mà người ủ người hông đó cả nhà. Thì mình ủ á, rất cần tư vấn cái da mình đang gặp vấn đề gì, cứ để lại comment đi rồi em sẽ tư vấn cho. Tống Tống ơi, chị nói nhiều một hồi em lót chị luôn á nha. Chị con người hay con cờ mà để em nói hoài vậy? Kem xài không có trắng đâu, hỏi hoài. Kem xài không có trắng đâu má ơi, má đi mua hồng trà Trân Châu má uống đi. Hỏi hoài.
Trời ơi, nghĩ sao mà mấy chị lại đi hỏi người bán vậy? Rồi lỡ nữa em đi lấy chồng rồi ai chỉ dạy cho mấy chị, ai mà tư vấn cho chị từng chút. Một hũ vậy là 220 Tú ơi. Thôi tóm lại chị bán cho cái này thôi. Chị bán cho kem mủ thôi, còn kem lười chừng nào ai da trắng hả xài, ai mà da không cần phải trắng nhưng mà da đã đẹp rồi á thì chị mới cho xài kem lười. Em mới bán kem lười cho xài. Trời ơi, đừng tưởng mua kem của em mà muốn mua sao là mua nha. Mua hũ nửa ký ha. Bây giờ mua hũ nửa ký re-ship. Mua hũ nửa ký em re-ship, tại em nói thiệt em không thích bán hũ nửa ký. Ai nói thiệt luôn á, ai nói em dẻo hay là em chảnh thì em chịu, chứ em ghét, em làm biếng bán hũ nửa ký lắm. Tại vì mấy chị mua hũ nửa ký mấy chị ngại, còn người bán, người mua ngại, tất nhiên là người bán sẽ ít lời hơn tí rồi. Cho nên em cũng không cần bán hũ nửa ký nữa. Thì nửa ký 600 re-ship đó. Da ngâm á chị Nhung, chị xài giùm em hũ đi chị Nhung ơi. Tóm lại là em là đang ngồi ở giữa mấy chị nè. Em nói đơn giản một cái thôi. Chị nào mà đó giờ xài nhiều loại kem mà không cải thiện, 14 tuổi đổ lên là dùng được rồi cục vàng. Da chị nào nửa ký giá là 600 em re-ship nha. Nửa ký 650 em sale 600 re-ship luôn. À, em lúc trước cũng dùng kem mà em thoa 2-3 ngày là nó ngứa, với lại chân lông bị nổi đỏ á. Giờ em nên xài cái nào biết sao em, da có loại da dễ mẫn cảm rồi cục vàng ơi. Da em dễ mẫn cảm nhiều khi mà em tắm sữa tắm hay tắm xà bông thôi là em đã muốn mẫn cảm rồi. Hũ 220 kg ơi là em đã mẫn cảm rồi, cho nên là cái này chị cũng không đảm bảo được. Tại vì á, hũ ủ 500g cho chị BT Húy nè, Re-Zip thì chị Húy luôn nè, cho nên là chị cũng không có đảm bảo được nó cục vàng ơi. Cái này phải xài mới biết, thì em cứ lấy về em xài đi, em xài không chịu chị thu lại cho. Chị bên chị có thu lại nên là yên tâm nha. Không có ai mà bán cho mấy chị mà bán chấp nhận thu lại trơn cả nhà. Có em mà chứ mấy chị khui lại rồi á, như gì gọi dọc nhã trong hũ kem của em mà ai mà thu cho mấy chị. Nhưng mà em rất là tự tin, ví dụ mà xài không được á, trong vòng 3 ngày nói em đem thu lại, giá là 220 ngàn. Em sẽ thu lại cho mấy chị là 70%. Ví dụ như mấy chị mua 100% thì khi bên em thu lại em thu 70% thôi. Thấy không mấy chị? Chứ xong người ta đóng gói đóng hàng này kia nọ, xong người ta ngồi người ta chiết gót người ta đóng hàng. Chị một hộp cho em xin hỏi chị Sang ơi, ủ tầm bao lâu lên tông? 7 ngày là chị thấy da chị cải thiện rồi cục vàng yêu dấu của em ơi. 7 ngày là chị thấy da chị cải thiện liền, ok chưa? Đợt này em làm chắc kem mỏng mịn dễ tán nè, thơm một cái là thấm liền. Mấy chị bên tóc mấy chị nghe em nói, mấy chị em cần tư vấn gì mà cầm anh quà không thấy á, không thấy em trả lời á, cứ mạnh dạn nhắn tin cho em nha. Từ từ mua đừng gấp, có nhắn tin cho em trả lời em tư vấn cho. Hũ ủ là 220 bé Nhung ơi, mua hàng để lại số điện thoại giùm em nha chị Sang. Để lại giùm em số điện thoại, bấm giùm em một ủ kèm số điện thoại là em chốt đơn cho cả nhà mình luôn. Một ủ kèm số điện thoại giá 220 chị Kim Hiền ơi. Hũ 500g á là 600 ngàn. Bán hũ 500g 41 mà lề chính, đúng rồi đó. Tại vì á, một hũ với chị Hoa vô sắc nè, ok đã đúng rồi chị. Tại vì á, ban ngày em bán kem, ban đêm em đi đứng đường á chị, em đi lấy chồng ta á, rồi chồng ta cho em thêm tiền để em bù vô á. À, hũ nửa ký á là em re-ship cho chị yêu không tặng tấm trắng nha tình yêu ơi. Hũ nửa ký là em re-ship không tặng tấm trắng nha. Dạ cảm ơn tình yêu nhiều. Đây nè hũ nửa ký nè, hũ nửa ký nó xài lâu lắm trời ơi trời. Nói thiệt, cái hũ 100g chị xài nửa tháng không, chứ hũ nửa ký có khi á mấy chị xài 4-5 tháng trời á. Ok chị Thanh Sang, em cảm ơn chị yêu dấu nha, cảm ơn chị yêu nha. Chị cách ủ đi đơn giản là cục vàng, em mặc bộ đồ vô, em sức kem em mặc bộ đồ dài vô vậy là ủ rồi đó má. Chứ không cần cái gì, không cần phải chùm áo mưa chùm bọc gì đâu, em nói thiệt ha. Một hũ kem ủ cho chị Bảo Nghi, ok chị Bảo Nghi nha. Trời cảm ơn mấy chị yêu nha. Trời em thấy lâu lâu mấy chị cũng tử tế với em được một ngày đó, cảm thấy mừng quá. À, lâu lâu cũng thấy cũng có người cứu rỗi mình rồi đó. Dạ em nhẩm tóc để em chụp hình cưới á chị, em chụp rồi. Dạ bầu xài được bé Hằng ơi, bầu chị xài được giùm em, xanh xong ra tháng cũng xài được luôn một bình thường. Dạ chị Thanh Sang cảm ơn chị yêu nha, lát bên em gọi chút đơn. À, chị nghe máy cho em xin địa chỉ nghe chị Thanh Sang, hoặc là chị chủ động chị nhắn tin như vậy cho em xin địa chỉ nghe chứ yêu ơi. Dạ hũ nửa ký là 650 em sale 600 em re-ship thì cả nhà mình nha. Rồi trong cái livestream này chị nào mua hai kem em tặng một tấm trắng, mấy chị bên top top cũng vậy, cứ lên đơn cho em hai kem là em tặng tấm trắng. Bên top top thì em không có đọc tên được, còn bên FB á, bên FB nè thì mua hàng nhớ để lại số điện thoại cho em gái nha, em gái đọc tên là có tặng nha cả nhà. Bên em đọc tên có số điện thoại đây, lát sau cái bên em sẽ gọi chốt đơn rồi về tặng cho mấy chị thêm một gói tấm trắng nha, tặng cho mấy chị gói tấm trắng. Đây nè, chất kem đợt này em nói thiệt cho mấy chị nha, thiệt không phải em trộn mà em khen đâu. Trời cái chất kem tao nói nó mịn nè, em trộn mịn từng cái thớ thịt luôn á cả nhà, từng thớ thịt luôn á. À, quấn với bạc ủ chi vậy trời, ai mà đài mày cực khổ với vậy cưng. Có nhiều loại kem á người ta không cần phải ủ luôn, nhưng mà chị nói nghe nè, người ta nói là chuyện của người ta thôi, còn mình về mình chăm sóc mình kỹ lưỡng. Hũ nửa ký là 600 re-ship như chị Tuyết Hạnh, mua hàng để lại số điện thoại cho em gái nha.
mua hàng để lại số điện thoại cho em. Mỗi nước ký là 650, em sale 600. Dạ em cảm ơn chị Thanh Sang nhiều nha chứ yêu ơi. Em sale 600 em tặng cho, em receive. Mấy chị nếu mà mấy chị không muốn receive thì em có thể tặng cho mấy chị gói cà phê cũng được. Em có thể tặng cho mấy chị gói cà phê tẩy tế bào chết 100 gram. Cũng tắm được 5-7 lần ngay. Cũng tắm tẩy tế bào chết được 5-7 lần, nói sức kem ăn cực kỳ luôn. Lấy chồng thiệt má ơi. Chứ không lẽ lấy giả. Lấy thiệt. Lấy thiệt, có người lấy thiệt. Dạ. Trời ơi, em nói nghe nè, em đang like hai bên á, mà bên nào cũng nhiều lượt xem trơn á. Cái em đọc bình luận không có kịp, cho nên là thiệt với chị chịu khó, chị nhắn dài dài tí xíu nha. Chịu khó nhắn dài dài xuống em coi. À, bữa bà bán vàng ký có mẫu mới kìa, ra coi em. Trời vậy đó hả, có mẫu mới đó hả? 22 tháng 2, 2010, xem giúp em một quẻ hả? Đó là ngày sinh của con mày hay gì? Chồng em đi giao đồ cả nhà. Hũ nhỏ 220 chị Hải Nhi ơi, 220. Hai hũ thì em tặng một tấm trắng. Hai kem em tặng một tấm trắng, hai hũ nào cũng được, miễn là hai hũ em tặng tấm trắng. 14 tuổi đấu lên là dùng được Yến ơi. Dạ 1 tháng 10 chị cưới. Chị đã hai chỗ lượng chợ mới với Sài Gòn. Da khô đen xài có bốt không chị? Có nha Nguyễn Nhi ơi, đúng rồi. Đó, thì đó chị như là một cái người ở đâu phái xuống á để cứu gọi những cái làn da đen chai lì ăn nắng rất nhiều loại kem không cải thiện. Bữa nay có đi đến có đi chơi đâu, cảm ơn nha Ái Nhi. Bữa nay có đi chơi đâu. 14 tuổi dùng được Yến ơi, 14 tuổi dùng được rồi. Hũ nửa ký là 600.000 nha Tuyết Hạnh ơi, 600.000 receipt nhá. Mua hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Nửa ký 600.000 receipt, mua hàng để lại số điện thoại giúp giùm cho em gái. Hũ nửa ký không có nhiều đâu cả nhà, nói thiệt á. Tại mấy chị thấy đi, hồi xưa biết bao nhiêu người năn nỉ em bán hũ nửa ký mà không bán mà nghỉ chơi với em luôn cả nhà. Tới nỗi vậy luôn á, tại em không có bán, không có chịu bán cả nhà ơi. Hũ nửa ký á, bán không có lợi nhiều cho em nói thiệt. Hà bán hũ chút chút gì nè cả nhà. Hũ nửa ký cho chị Tuyết Hạnh nè, ok. Bây giờ Hà bán hũ chút chút gì nè, ta xài hết cái người ta mua nữa ha. Rồi giờ chút chút gì nè, nó mau hết. Cứ hết cái 220 móc xỉa, hết 220 móc xỉa. Còn hũ nửa ký á có 600.000 mà xài tới đời cô lụ luôn, mới thấy bả giác cái mặt lại bả mua lần hai, cho nên không có lợi nhiều cho em, cũng không thích bán nữa. Em cũng không thích bán nửa ký nè, em nói thiệt. Tại vì á nhiều người năn nỉ quá, nhiều người ta ở xa đó, thì thôi em lấy đi lại dạng 100 ký em bán. Em lấy dạng 100 hũ á, em bán hết 100 hũ cái em nghỉ lâu lâu vậy đó. Lâu lâu lấy hũ 220 Yến ơi. Lâu lâu cái em lấy về 100 hũ cái em bán. Em bán hết cái lô đó xong á, nếu mà em thích thì em mới bán nữa, không thì em nghỉ bán. Bởi vì em nói hũ nửa ký em ít có bán lắm. Hũ ký hiện triệu 2, nửa ký á nè. Nửa ký như vậy á thì là 600, thì hai hũ là 1.2 triệu. Cộng lên giùm em đi chế. Tại vì 1.3 triệu mà em đã sale lại còn 1.2 triệu đó. 1.3 triệu em sale 1.2 triệu á. Mấy chị bên tóc tóc cũng được, nam xài được nha tình yêu ơi. Nam xài được, Mỹ là nam xài 5 chịu khó, nam ủ giùm cho mình là ok nha. Chịu khó ủ là được, mặc đồ dài giùm em được rồi. Em dạ em không có ship qua Hàn Quốc chứ yêu ơi. Kem em bữa sao chưa nhận được nữa kìa. Ta biết có chỗ lắm thì mình ship qua nước ngoài. Nước ngoài mà nước nào nữa? Ông để ta hỏi nước nào ông. Nè mẹ bấm bà Lily này mày coi giùm tao coi, mày lên T-Bot mày coi đã đi hàng chưa vậy. Ok chị Đoàn Kim Ngan, một hũ nhỏ đi bà già. Xin nít con vô tâm thì bấm vô tâm là có. Chị hẳn đời hê mua hàng để lại giùm em xuống thoại nha. Mua hàng để lại giùm em xuống thoại nha. Nói nghe nè, mua xong bơm nha chị. Nhỏ này avatar cũng đẹp gái nè, nhìn là như gái mới lớn. Em mới lớn mà sao em nghiệp với vậy cưng hả? Sao chị Thúy Vy? À đúng rồi chị Vy ơi, chị lên chị cho em thông tin đi chứ. Bên em nhắn tin cho chị đó. Phải cái nick của em không? Mày đang nhắn tin bên vé lồ cho mấy chị hay vậy? À ok. Hũ nửa ký. Lên cho em thông tin đi chị Vy ơi. À lấy em một hũ 150 gram. Ok Ngọc Linh yêu dấu nha tình yêu ơi, mình thấy nha. Em thấy mấy chị bên top top nãy giờ đang lên đơn luôn. Cảm ơn mọi người. Ê nhỏ con gái nãy tao nói thiệt nha. À tao dễ thương lắm á. Dễ thương lắm, gái mới lớn tao nói dễ thương mơn mở một cái không có duyên. Bị cái không có duyên trời. Cái gì mà nói chuyện nói khùng nói điên nói gì. Mua xong bơm được không? Bây giờ em, chị không có biết là chị đã bán cho em chưa hay là đã chuẩn bị sắp sửa bán cho em. Nhưng mà em nói chuyện gì thì em nghiệp đó mất cân, không có vui, không có hài hước vậy luôn. Hổ ủ là 220 hả ơi. Mày hỏi phải thông tin của bả, mày coi phải số điện thoại của bả không? Đúng rồi. Đúng vậy đi rồi đó. Chị hẳn đời mua hàng kèm số điện thoại, nhắc lại tiếng Việt lần 2 action. Một Kim Ngân ơi, mua hàng kèm số điện thoại giùm chế. Mua hàng comment mã kèm số điện thoại cùng một dòng cho chế. Ba hũ chị tặng em bịch tấm trắng chịu chưa?
ba hũ chị tặng vịt tắm trắng ok like lấp du dạ giam năm cha lời như châu luôn á, thì dùng khói trắng như vịt cốc tinh không chế có nha Hảo Vi, trắng như yêu quái luôn má, trắng banh 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 xác luôn nha, trắng banh chó luôn. Chị ơi da em đen với nhăn lắm nên xài kem nào vậy ạ? Trời ơi sao em chốt kem mũ rồi vậy cưng, còn vô hỏi nữa vậy cưng, tại sao trước khi chốt không hỏi cho đã đi, chốt xong rồi hỏi nữa. Hai hũ nhỏ tặng tắm trắng, trời ơi đúng rồi nè Phan Trà My, ok cảm ơn nha My. Trời ơi My này có tắm nghe không, nửa ký ra 650 sale 600 á chị Quyền ơi, nửa 650 sale 600 xài xong có đen da không hả? Đen da tại bà su á, bà xài xong mà bà vẫn đen là do bà su á, do bà nghiệp á. Ba hũ cho Kim Ngân kìa, I love you chu cờ mo Kim Ngân ơi, trời ơi bữa nay ai phái mấy đứa xuống vậy, cảm ơn nhiều nha Kim Ngân. Đây rồi đúng rồi đó Kim Ngân ơi, dạ hộp 220 chị Hạt Điều ơi, hộp 220 đó chế mua hàng để lại số điện thoại giùm em, bấm giùm em một ủ là được rồi, mua ba là em được tặng cái tấm trắng nó cục vàng, tấm trắng là bình thường nó thiệt nha, bình thường chị không có tặng cho ai hết trơn á, chừng nào like quần áo vậy kem, ngày nào cũng like chứ á, em like bên Cami chính hiệu á chị Jun Jun ơi, em like bên Cami chính hiệu á, ngày nào cũng like chứ á, chị bấm Cami chính hiệu avatar hình là mấy cái số điện thoại á là em á, ngày nào cũng like, chưa nào cũng like hết trơn, mấy bữa nay em đang like sale nè. Em thích cái hũ nửa ký nó nghe là My ơi, My xài xong hũ nhỏ của mình đi, rồi My xài hũ nửa ký không có muộn, cứ xài hũ nhỏ của mình trước đi ha. Sức có trắng không chị? Không Quyền ơi, nếu một cái người mà ngốc nghếch thờ khệt như em chắc chị nghĩ không trắng nổi đâu. Trời ơi nó nghe nè, mua hai hũ ta tặng tấm trắng đó, bây giờ mua hai hũ tặng tấm trắng, mua năm hũ tặng một rồi, đừng nói nhiều nữa, đừng nói nhiều với chị nữa, mua năm hũ chị tặng một luôn nha. Thôi đi chút lam con người ơi, trời ơi mày mua 10 hũ tôi tặng 12 hũ nè, tại vì bên em có chính sách đó chính là mua 5 hũ em tặng 1, cho nên là cả nhà mình cứ mạnh dạng. Nhưng mà chị nào mà lần đầu tiên mà xài kem bên em á nha cả nhà, lần đầu tiên mà xài kem bên em khuyến khích xài hũ nhỏ đi, trời xài hũ nhỏ đi, thích xài nữa, xài hũ nhỏ thích xài hộp da ok xài nữa, đừng có mắm dứa, đừng có mua nhiều, đừng thấy khuyến mãi khuyến khích khuyến ơn mua nhiều, mua ít thôi xài được ủng hộ chị Bi tiếp, mua nhiều chị Bi có giảm, mua 5 chị Bi tặng 1, mua 10 tặng 2 đó, cho nên là đừng có mắm dố, đừng có ham mà xài nhiều chi. Một hũ cho chị Trang Quỳnh nè, ít dưa lòng nhiều nha, rồi ok luôn nha chị Phong Anh Đào. Chị ăn chua nhiều hay chua ít vậy chị? Hũ nhỏ là 220, hũ nhỏ này má nè, thấy không, hũ nhỏ nè, hũ nhỏ là hũ này nè, là cái gì biết không, là cái bà cô giáo này nè, bà lấy chồng của học sinh luôn, ví dụ như là bà cô giáo của Như mà đi lấy chồng mày á, kiểu vậy đó. Dạ hàng em gửi 3-5 ngàn nhận nha, dạ kiểu vậy đó, bà lấy chồng của mày đó, rồi ha trong tin nhắn ha, dạ, nhắn chồng mày về mua cho bà lòng xào chua là cải chua đó. Ê biết làm món đó không ý, mời mua lòng là bố mẹ mà ăn người nào vậy trời, lòng xào cải chua ăn người nào, trời ơi tăng tôi biết liền, tăng là nhớ liền gì không, bây giờ mày cũng may á thì mày cũng mua cái lòng. Dạ 50g em không có chị Thúy ơi, với lại mua cải chua á, mai mua nha. Cải xanh rồi. Xanh nói gì? Thì cái cải chua mà người ta hồi xưa ăn với hột vịt. Ừ, đúng rồi, hột vịt với nấu canh. Hai em gửi 3 đến 6 ngàn nhận nha Linh ơi. Ừ, nấu canh ăn với tôi bé hai bây giờ làm gì bỡ ngỡ vậy trời. Cải chua ăn với nè không, bây giờ tao nói đơn giản thôi, cải chua mà lúc mà Tết đó mày ăn với thịt kho vịt á. Thì đó nấu canh đi, tôi nói gì á. Thôi, thì cải chua vậy đi. Hai hũ cho chị Thảo Trân nè, bỏ Huỳnh Thảo Trân nè. À, em tặng cho chị Thảo Trân á là mình tấm trắng 230 nha, tấm trắng về trên gói nó có hướng dẫn sử dụng á, giờ chị xài gan vậy nghe chị. Dạ hũ nhỏ là 220. Mua giống hũ không ai mua hả? Ừ, mua cái mấy cái phần đó thôi. Mua phần đó thôi. Không tỏi nha má. Chứ không vô ăn luôn kìa. 16 tuổi dùng được rồi Trâm ơi, 16 tuổi dùng được đó nghe nè. Nào cưới mời em nha, rồi chừng nào chị cưới á cái chị đăng lên. Hũ vậy là 220 chị Trần Ali ơi, em chào chị. Nói nghe nè, khách mới mua hũ 220 xài được rồi, hũ này nửa ký 600 lận. Nửa ký 650 đang sale 600, nhưng mà ai lần đầu tiên mà xài mà mua nửa ký tưởng bán đâu nghe. Em nói rồi, em khuyến khích mua hũ nhỏ xài thôi, mặc dù đợt này kem em làm đỉnh thiệt. Trời ơi, mặc dù kem đợt này em làm đã thì cả nhà ơi nó mệt. Tắm trắng xài một lần hay nhiều lần thôi. Tặng lần thôi cho nó đạt được cái độ trắng mà mình mong muốn rồi đó cả nhà, xong cái mình ủ kem vô, ủ kem chứ cần mặc giùm em bộ đồ bộ tay dài, chị nào á mà xiên nữa thì sao, mặc giùm em gái cái áo khoác mang giùm em đôi vớ luôn thì Nam Mô A Di Đà Phật nha. Em dạ em chào chị Nguyễn Hằng nha. Mái tóc Quyền Thoại đâu rồi chị? Mái tóc Quyền Thoại là sao? À, Mimi ơi mua hàng kèm số điện thoại giùm em Mimi ơi, lên giùm em là hai hộp kèm số điện thoại, lát bên em gọi chút lại cái nữa nha, lát bên em gọi chút lại cái nữa.
Mặc áo cô dâu nhìn đẹp chấn động ha má, trời tôi cũng không tin luôn bà, tôi cũng không có tin là một ngày tôi mặc áo cô dâu tôi đẹp vậy luôn á trời. Tôi biết vậy ha, tôi lấy chồng năm 13 tuổi rồi. Cái mặt có tính ơi, cái mặt có nhắn tin chị tư vấn cho. Cái mặt á nhắn tin chị đi chị tư vấn cho, trời tôi không biết sao mọi người, mỗi mặt đồ cưới chồng tôi khen tôi đẹp hoài à. Trời ơi, nó mà biết tôi sớm chắc là lúc mà tôi 13 tuổi lấy tôi liền. Thật sự luôn. Gì? Ý, sù khu sân khăn. Đẹp, lúc đó đẹp. Hồi hộp 220 Kim Anh ơi. À, lấy em một hũ 220, ok Hana nha. Ok Hana Anh nè, à. Cảm ơn tình yêu nha. Một hũ là 220, ship 30 ngàn. Ship tỉnh đồng giá 30 ngàn. Hũ 220 là 115, ôi 150 gram nha chị Trần Ali, 150 gram. Hello tính Duret. Duret là bao cao su hả? Xíu có hát karaoke không? Ủa tao đâu nói chuyện mày đâu con quỷ. Tao đâu nói chuyện mày đâu Trúc Lam. Nãy tao nói nghỉ chơi với mày rồi mà. Hồi nãy lúc mà mình thấy em mua bơm được không là tao đâu nói chuyện với mày tới giờ. Ok Châu Anh nha, cục vàng I love you. Ồ con bé Châu Anh này công nhận nhìn avatar nó nhỏ nhắn mày dễ thương, dễ thương gì đâu á. Hai kem luôn trời quá đỉnh. Hai kem này, ai mà muốn lấy hai loại kem thì cứ nói em tư vấn cho nha. Còn không thì cứ lấy hai hũ này về tôi tặng cho mày tấm trắng. Tóm lại là da và nào đen chai lì thâm sản. Tóm lại da đàn ông á, da đàn ông cứ lấy kem ủ đi, lấy hai ba hũ về xài để không có mắc mát gì đâu. 30 ngàn đó là bên cái đó là để tế bào chết đó nha chị. Vậy đúng rồi, coi đó tiếp tôi trời. Bài văn dở hả? Bài văn dở là bài gì? Trời trời, hỏi chị sắp lấy chồng hả? Bữa đi cầm mặc đồ đám cưới đẹp quá, bữa nào hát bài văn dở nghe chị. Duyên, Duyên, xuất vô hồi trinh. Không nhưng mà cái này nó nghe xuất vô không có hồi trinh đâu. Nhưng mà hiện tại Duyên hồi trinh chị đang hết hàng đó. Chị nào hàng về chị báo sau nha. Hello Diệu Linh. Kem xuất mặt không má ơi. Một hũ là 220 Khánh An ơi. Ok chị Vi Lily li. Cảm ơn chị Vi Lily li nha. Gì? Bên kia nó hỏi kem mũ kem lười. Kem mũ sao? Kem mũ kem lười khác gì? Kem mũ là kem lười phải không? Dạ, chào chị Nguyễn Hà. À, mày đang coi một má hai má vậy? Mày đang làm coi tóp tóp ha. Rồi dạ, kem mũ với kem lười như thế này nè. Kem mũ là cái em đang vô rồi cả nhà. Nay nhìn xuống sắc thôi đúng rồi chị ơi. Mấy bữa nay á em đi á đi xe đường xa mười mấy tiếng đồng hồ á, thức suốt là chụp ảnh này kia nọ cực khổ cực nhọc lắm cả nhà ơi. Dạ, bao nhiêu hổ thì chị bấm vô bên cái giỏ hàng chị xem thử mình có được trợ giá bao nhiêu. À Nguyễn Thị Khánh An ơi, để lại số điện thoại cho tôi đi. Để lại số điện thoại nha. Còn một hũ thì cũng không có khuyến mãi gì đâu cho nên là chủ động nhắn tin cho tôi cũng được. Một hũ là 220 chị Hà ơi. Yêu bà quá cơ xinh đỉnh. Cảm ơn chị yêu nha Linh Bún. Cảm ơn chị Linh Bún nhé. Nó nghe nè, biết sao không? Hồi nãy đang ai hỏi tao gì? Kem ủ kem lười khác nhau. Kem ủ kem lười phải không? Đừng ai hỏi gì nữa nghe, hỏi nữa kem quên. Kem ủ là cái kem mà em đang vô đây nè, là dành cho những đối tượng da mà có nói da đàn ông. Em dùng một từ là da đàn ông thôi. Cho nên là chị thấy chị nào thấy thuộc cái da của mình thuộc cái tiếp da đàn ông hoặc là da mà cần cải thiện trắng hồng thì em khuyến khích cả nhà mình dùng dùm em một hũ body ủ nha. Cải thiện da sau 7 ngày. Còn đặc biệt chị nào mà như da trâu á thì cho em xin 14 ngày chẳng hạn, cho nên đừng có la em. Miễn là em nói cả nhà mình có dùng là có cải thiện. Đừng bao giờ đặt ra cái quy định là tôi sử dụng kem tôi phải 3 ngày trắng, phải 5 ngày trắng, phải 10 ngày trắng. Mấy chị cứ xài giùm em với một niềm tin chiến thắng và xài kem cho em. Em đảm bảo mấy chị có xài là có cải thiện. 7 ngày là da của mấy chị sẽ cải thiện. Rồi từ cái đà cải thiện đó mà bắt đầu dưỡng dần lên, dưỡng dần lên cho nó ha, càng ngày càng trắng da lên. Chứ đừng, ồ dạo này em mớm chơi. Giờ này em ốm, giờ này em chơi xì ke nhiều quá, hơi quá liều. Giờ này em bay lắc quá liều cho nên là em hơi ốm. BD xài được, ta không được, đã tao nói là da nam người ta còn xài được. Cái thằng không nhận con nhỏ này nó khờ, thấy ngươi. Nó khờ ghê, gần nữa chị đi lấy chồng rồi. Ai mà chỉ cho mày từng chút gì vậy trời. Ke nó bầu xài được cái chị Thảo ơi. Bầu xài ok, bầu xài vô tư giùm cho em luôn. Trời đất ơi là trời, nó nói rồi là da nam tao còn xài. Tại sao mấy chị bốn kia đó, mấy chị bón kia đó người ta cũng xài, người ta cũng trắng, người ta ra người ta bán kem đó. Thì không lẽ tụi bay là phụ nảy phụ nữ mà sao mà lẽ không cải thiện. Lớp 10 dùng được rồi nha chị ơi. Trời ơi lớp 10 xài được rồi má ơi. Hồi xưa con có lớp 7 là con ngựa lên là con xài kem rồi. Một body ủ kèm số điện thoại giùm em đi chị Diễm. Hũ nửa ký là 650, sale 600, receipt chị Như Ý. Nó nghe nè, mua hàng kèm số điện thoại đi Diễm. Mua hàng cho Lan xin số điện thoại đi Diễm. Chị Nai Vân ơi, chị mua hàng chị bấm vô giỏ hàng chị mua giùm em đi chị ơi. Lê Thị Hồng Nhung nó nghe nè, em đang like rồi, chị chủ động chị nhắn tin cho em chị Nhung ơi. Chị chủ động nhắn tin giúp giùm cho em nha, em không có nhắn tin cho chị được đâu. Dạ em lời là sử dụng ban đêm á chị ơi. Tại em đang like bằng cái bay bên em sẽ không có nhắn tin cho chị được đâu. Cho nên là em phiền chị chủ động nhắn tin cho em, ngứa chỗ nào em gãi chỗ đó. Lớp 7 xài được chưa trời ơi trời. Tao nói dạ kem mũ thì chị dùng ban ngày, kem lời xài ban đêm đi chị ơi chứ không có xài chung. Nói nghe nè, mấy chị có tiền thì mấy chị xài, mấy chị hỏi em hoài à.
Nhưng ngày xưa lớp 7 em cũng muốn xài lắm mà tiền đâu mà xài. Cái em phải gắng đợi tới lớp 8, lớp 9 em mới xài. Đó hả? Thì tóm lại trên 14 tuổi là xài đi, có tiền là xài nha. Như chị ngày xưa 10 tuổi chị muốn xài mà chị đâu có tiền nên chị xài. Tiền ăn bánh cũng không có nên lấy gì xài. Đó, cho nên là bây giờ tụi em có tiền thì tụi em cứ xài đi. Có tiền xài sớm thì đẹp sớm. Vậy nha. Đừng có hỏi chị nữa. Nhưng mà hết mỏi quá. Trời ơi em về đi nhậu. Ê, Phương sao nó giờ này nó không đi mua ốc, đi mua mồi vậy chơi vậy ta? Ủa, ra nhậu ốc. Ủa, vậy 12 tuổi xài được chưa rồi? Đừng nói má này mua 2 hũ xong vậy hỏi 12 xài xài được chưa nha. 14 tuổi con quỷ. Dạ kem lười với kem hũ, hũ nhỏ là 150g á nghe chị ơi, hũ lớn là 500g. Được nha chị Hanna, anh ơi, được chị ơi. Trời ơi mới có 12 tuổi mà ngu ngựa vậy trời. 14 tuổi, bây giờ mày mua 2 hũ về đợi chừng nào mày đủ 14 tuổi mày xài cho chị. Ừ là trời, dạ cảm ơn bé Như nha. Trời ơi, 12 tuổi bắt đầu ngựa rồi đó trời, công nhận chứ. Hồi xưa 12 tuổi còn ở trường tắm mưa, giờ 12 tuổi lên mạng đặt 2 hũ kem trộn trời. Tức chết đi được á. Em 15, em 15 vậy thì chốt đi Châu. 15 nha cân, uy tín nha cân, có nó dốc nha. Tao mà biết mày 12 tuổi mày đặt kem qua mép má mày liền á. Đừng tưởng mày mua kem của tao á là tao bên kem mày tao. Hũ này bao nhiêu? Dạ 220 chị Mai ơi. 220 chị lấy chị lên một ủ kèm số điện thoại giùm cho em Lan nha. Lan là em á. Trời ơi công nhận, tôi bán hàng qua năm suốt tháng. Ở sau lưng cái bảng tôi để bảng tên là số tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Lan. Hỏi lành đạn hỏi Lan là ai? Dạ Lan là chủ em á chị. Lan là chủ em. Đàn ông dùng được nha chị Cu ha. Được chị. Tóm lại là có tiền là xài được à. Em không có kén đối tượng. Trả lời comment coi bà kem má nói cái gì má nói lại đi. Cái mặt nhắn tin riêng hả chị? Ừ, cái mặt vô nhắn tin đưa cái bản mặt đây. Đưa cái bản mặt đây cái em tư vấn cho. Ừ, bây giờ cái mặt là của em nó như vậy nè. Xài sao, xài cái gì, xài như thế nào mà hợp lý. Nhắn, chỉ cho. Mày bảo tôi gửi xài được chưa? Bây giờ cưng mua đi, cưng mua đi. Chị vận chuyển tới đó là đúng 14 tuổi là xài được luôn đó. Chốt để lại số điện thoại chị. Ai xài cũng được hết. Biết ngựa là xài được, có tiền là được hết nha. Đúng rồi đó, xuất sắc. Chốt đơn. Dạ chị ơi, kem thì chị bấm vô giỏ hàng của mình có được trợ giá bao nhiêu không nha chị? 220 nha Thanh Lan ơi, 220 mua hàng kèm số điện thoại cho em gái. Trời ơi, nói thiệt nha trời. Chị ơi, chị xanh xong ra tháng chị hả xài nha chị. Cho anh 10 hũ ok cu 2 nha. Chị ơi, đừng bán cho bỏ thì ánh tuyết hả? Rồi ok, không có bán đâu. Không bán cho nó. Ủa mà nó có thấy nó mua rồi bán. Nó mua cũng bán, đâu có thấy nó mua đâu. Ngày nào lai đồ hả? Nó nghe nè, lai đồ á 12 giờ ngày mai. 2 giờ ngày mai nha, KB chín hiệu. À, da em trắng sẵn rồi á, mà em muốn trắng thêm 2-3 tông nữa á, thì xài cái gì? Xài giùm em một body ủ, kèm số điện thoại đi, về trang Ali nha. Đừng hỏi nữa nghe, hỏi hồi trôi bình luận nữa giờ á. Nguyễn Phước ơi, một hộp là 220 chị yêu ơi. À, một hộp là 220. Nói nghe nè, mấy chị xài kem này em nói nha. Chị nào mà giàu có mua giùm em một tấm trắng. Mày không có mua ốc hả Phương? Hũ 220 á chị ơi. Hũ 220 em nói nghe nè. Chị nào mà giàu có mua giùm em gói tắm trắng cả nhà. Tại sao có nhiều người ta xức kem nhưng mà người ta lâu trắng, còn có người ta xức kem ta mau trắng, nó khác nhau thì một cái chỗ nè. Dạ, cái chị thiếu một bước đó là tẩy tế bào chết đó chị ơi. Chị muốn thắc mắc chị vô trong giỏ hàng chị xem giùm em nha. Nói chứ hết hồn ai kiểu gì vậy? Dạ xài tầm 7 ngày trở lên thì mình bắt đầu bọc trong gian nha chị. À, mua hàng để lại số điện thoại giùm em. Mấy chị mua bên FB ơi, bên mua bên Pha Ke thì mua hàng kèm số điện thoại giùm em. Còn mấy chị bên Top Top thì cứ bấm vô hàng là chốt thôi. Hũ vậy là 220 nha, mua 5 tặng 1. Hả, sao mày có mất có 3 1, có 4 1. Trời ơi là trời nữa. Sao vậy trời? Mất 10 1 cho nó vừa rồi. Kem lười, nè kem lười nè. Mày giới thiệu kem lười đi, tao múc kem kia cho mấy chị coi. Em nói thiệt chị nghe nha. Bây giờ nè, kem của em á thì em thích á, thì em lấy cái muỗng này em múc một muỗng nó cũng đầy nữa. Đây nè, kè kè Nguyễn Phước, kè bấm bill cho chị Nguyễn Phước nè. Ok chị Nguyễn Phước, cảm ơn chị yêu nha nè. Bây giờ cái này ta múc một muỗng nó cũng đầy nữa nè. Nè ha, nè, một muỗng vậy cũng đầy nè. Còn không thôi bây giờ ta múc thành 10 muỗng cũng được nữa. Mà sao mẹ ác quá vậy? Nè, ta 2 muỗng nè, 3 muỗng nè, 4 muỗng nè, 5 muỗng nè, nè, 6 muỗng nè. Rồi ta múc 7 muỗng như vậy cho mày nó được chưa? 7 muỗng nha. Một hộp giá 220 chị Phương Anh ơi. Múc 7 muỗng gì được không cân, bự không bé? Được không? Rồi chị nhớ rồi, không bán trong vỏ hãnh tuyết đúng không? Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh có mua không vợ? Ừ, xong thấy chị mua. Sao càng ngày càng đẹp vậy cũng không biết nữa mọi người ơi. Cũng không biết nữa.
Ok thì Dương con người nha. Ok chào anh, có gì á xài được ủng hộ chị nghe con, đừng có bơm hàng chị nghe bé. Thương chị đừng có bơm hàng chị nghe trời, chị trộn cực lắm á trời, trộn cũng công sương mù lắm đó. Người ta trộn á một hũ người ta xài thôi là muốn lòi cờ lờ rồi, còn đây chị trộn nguyên một thao nè, cứ mấy ngày chị trộn một thao, muốn phòng tay giọt tay luôn đó, rồi lên đây còn ngồi còn nói chuyện nữa chứ. Chị cũng muốn lên live mà im lặng lắm chứ bộ, thấy không, mà lên đây phải nói chuyện nè. Em mua 10 hũ mà chị không bán cho em á, rồi chị hiểu rồi, vậy chị hiểu rồi đó. Tình mình như giấc mơ bơ phun dây mà không công nhận trời được này thiệt á. Dùng ban đêm chỉ xài cái mũ cũng được nha chị ơi, cái mũ ngày đêm thì cũng được, nếu mà dùng ban ngày càng tốt luôn, tại vì ban ngày trong phần thành phần kem mũ của em có chống nắng luôn nè. Kem phết làm sao kem phết là ăn không được, rồi kem thiệt là ăn được đúng không? Được nha, không có bán nha chị ơi, đầm đầm hết trơn rồi. 30 là tẩy tế bào chết đó anh Xuân ơi, 30 là tẩy tế bào chết. Ê, nước ký còn nhiều ha, vậy thôi tôi vô không nhỏ, mua về ăn được nha cưng. Gửi cho chị một kem ủ. Ok chị Ngân Phú nè, Ngân Phú nè, và sạch bên bay đi là có chị. Ngân Phú là khách ruột á, chị ruột đó, chị Ngân Phú là chị ruột của tôi đó mọi người, chị giàu dữ lắm mấy người ơi. Mỗi lần mấy chị mà mua hàng á, chị mua cả triệu bạc hơn không đắt cả nhà. Mọi người mua hàng người ta tội nghiệp chị kem, mọi người bơm hàng người ta tội nghiệp chị kem lắm. Không bơm người ta thì kệ nó, không có gì á, không mất mớ tem nhưng á. Hủ 220 tiền ơi, hủ 220. Bơm hàng người ta không sao hết trơn á chị. Dạ nửa ký là 650, em đang sale 600 receipt với chị tiền ơi. Có lấy để lại số điện thoại em, để em chốt cho chị luôn nha. Giá là 220 hủ nhỏ nha. À, chị mua lần đầu á chị bấm giùm em xin số điện thoại trên đây luôn đi chị Loan Anh. Rồi lát bên em gọi chốt đơn cho. Muốn lấy một hủ ủ nhỏ hay ủ hay là nửa ký á? Dạ chị chưa nữa chị Phú ơi. Chị Phú ơi, qua rảnh nữa đi đám cưới em đi chị Phú. Qua đám cưới em chơi. Chị này chị giàu lắm, chắc nữa chắc chị cho cũng được nè ha. Để chị đi qua đi ăn đám cưới em nha chị Phú. Em có đãi chợ mới với lại Sài Gòn, muốn đi đâu em mời đó. Hủ là 220 nghe Nhân Hoàng ơi. Hủ là 220 chị yêu dấu của em ơi. Hủ 220 chị xài cũng được nửa tháng. Ok em, dạ ok chị Ngân Phú rồi, chị Ngân Phú một thiệp. Bánh tráng xì keo hết rồi má ơi. Ờ à, chị đó. Rồi lên đơn cho chị đi. Anh đang cho chị một kem ủ. Em con gái mà còn mê chị trời, cảm ơn chị Hằng nha. Muộn rồi. Chúc chị may mắn lần sau nha, giờ em có chồng rồi. Giờ em đã lại vợ người ta. À tháng 10, 1 tháng 10 thì em đãi bên chồng em ở chợ mới, còn 3 tháng 10 là em đãi trên Sài Gòn. Bảo không kêu tên tôi, kêu tên này chi vậy toàn. Dạ mua hàng để lại số điện thoại giùm em nha, khách mua bên pha kem để lại số điện thoại giùm em. Còn mấy chị bên tiktok thì cứ việc lên đơn thôi. À, chị cưới hả? Chị cưới tháng 10 á, đầu tháng 10 chị cưới á. Nói nghe nè, chị nào mà nãy giờ comment mà không thấy em Bi trả lời, cứ việc chủ động nhắn tin cho em. Được nha. Ôi em đi ngoài đường nắng em có đội nón được không? Em có bịt mặt được không? Nếu mà không được thì con em cũng dưỡng kem. Tại vì nếu mà em chị á, chị dưỡng kem á. Chị uống kem mà chị đi cờ cờ ở ngoài đường á, nó phí dữ lắm. Thôi bà để tiền đó ra bà mua trà sữa bà uống cho nó mập cái lờ bà lên nha, đừng có dưỡng kem. Nói thiệt luôn á, chị nào mà muốn xài kem hay là muốn chăm sóc, muốn dưỡng kem nhưng mà không có thời gian ủ hay là cũng không có thời gian dưỡng thì em nói thiệt á, đừng có mua. Thật sự thà chị để da không đi, để da không vậy đó, đi nắng cờ cờ bình thường hoặc là nó chỉ xạ một tông thôi, chứ nếu mà mấy chị dưỡng kem mà mấy chị đi nắng cờ cờ mấy chị đen tới 3-5 tông rồi. Sao chị không đợi em lớn, biết nào em lớn, biết nào em mới chịu trưởng thành mà chị phải đợi em. Em cũng lôi chị đi Sài Gòn, chị đi Sài Gòn đám cưới em. Dạ ok chị, tại vì em nói thiệt nha, tại vì nói thiệt á, em bé không có chơi với ai hết trơn á cả nhà. Em nói thiệt, em mời mọi người đi đám cưới em á là em mời thiệt á, chứ em không có mời giỡn đâu. Tại nói nào ngay, em chỉ có bà con dòng họ à, chứ em không có bạn bè. Hủ nửa ký là 600.000 receipt nè chị Quỳnh Như. Em không có bạn bè cho nên em nói thiệt, em đãi hai chỗ ở chợ mới hay là Sài Gòn. Chị nào đi được ở đâu thì nói em mời nha. Nhưng mà chắc có lẽ là em chỉ mời khách hàng của em thôi. Ai từng mua hàng bên em thôi, một hũ nha, hồi nhỏ là 220 quyền, cho thêm hũ. Hũ nhỏ là 220. Thôi khỏi đi. Em một hiệp nữa chị kem hả? Thiệt không? Nó nghe nè, tại vì á có nhiều chị á, mấy chị không phải là khách hàng của em. Rồi em không có biết là mấy chị nói thiệt hay là mấy chị nói giỡn, cho nên em đâu có dám mà mời thiệt đâu. Tại vì nhiều khi á, em mời là em mời thiệt chứ không phải em nói chơi. Mà mấy chị không có mua hàng bên em á,
em mấy chị không có mua hàng bên em á, em đâu có biết là có nên mời hay không. Tại vì ví dụ như mấy chị là một người xa lạ đi, mời đám cưới thì cũng ngại đúng không? Mà chắc về đủ được sĩ. Gửi hàng nhớ gửi thiệp luôn nhé em. Dạ, nhưng mà hiện tại em chưa có thiệp, em chưa đặt thiệp nữa. Em chưa có đặt thiệp nữa. Em chưa có đặt thiệp nữa. Chừng nào có thiệp đi em gửi. Một hũ là 220 chăng ơi. Chừng nào có thiệp đi em gửi sao cho. Tại vì em chưa có đặt thiệp, em gái chưa đặt thiệp. Tại vì em chưa biết đâu mời như thế nào á. Nước hoa vùng kính là 280 receipt á Linh ơi. Nhận được đó, nước hoa cho mình xin các feedback á, mình sẽ giảm thêm 30.000 nữa, mình sẽ chuyển khoản cho mấy bạn 30.000 nữa. Tại vì nước hoa vùng kính này là mình mới vừa ra mắt, đưa nước hoa vùng kính cho tôi bạn. Tại vì nước hoa vùng kính này là em mới ra mắt cái sản phẩm độc quyền của nhà MB ha, độc quyền của công ty hiện tại của em luôn, KB Cosmetics. Cho nên á là em cũng muốn cả nhà mình sử dụng trải nghiệm thử rồi ủng hộ cho em gái, cho em xin các feedback thôi. Khen thơm thì cứ khen, còn không thơm cứ việc trả lại luôn. Ok, chưa muốn đặt thì sao? Muốn đặt thì mua hàng, mua cái gì để lại số điện thoại đi, lát chị gọi chốt đơn cho Trăng ơi. Lát chị gọi chốt đơn. Đó, cho nên là em nói thiệt nha, nó có thể thay thế nước hoa thông thường hàng ngày luôn. Nè, KB Cosmetics có thể thay thế nước hoa hàng ngày của mấy chị luôn. Thôi giùm em hai giọt trên đây nè. Mồ hôi nó mà có tiết ra đó cả nhà, nó sẽ tạo cho cả nhà cái cảm giác gì biết không? Nó lan tỏa. Nè, nó lan tỏa, nó thơm phức. Nó nước hoa biết giá 280 ship quy ơi. Em bao thơm cả nhà, cả nhà mình sử dụng mà chỉ cần yêu cầu nó không thơm thôi em cho trả lại, chịu không? Chỉ cần nó không thơm. Bi ơi, cái này chị xúc vô con bớm của chị, chồng chị nó không dòm tới con bớm của chị luôn, chỉ cần nói tiếng đó thôi, cỡ nào cỡ em cũng đưa địa chỉ với cả nhà mình gửi về cho em. Cái này bên Top Top mọi người nhắc vô trong cái giỏ hàng mua là có nè, vô Top Top mọi người bấm giỏ hàng coi có. Trời ơi, mà cái đầm tôi nó tưởng có bầu không à, cái đầm này em có bán hiện tại em hết rồi. Đây nè mọi người coi đi, 280 receipt là nhiêu, ship hết 30.000 rồi, ship như còn 250. Đã vậy nhận được hàng cho xin cái đánh giá luôn, cho xin cái feedback ha, cho xin cái feedback chân thật thôi. Thơm thì cứ khen thơm, em sẽ chuyển cho cả nhà mình 30k. Chị nào không xài tài khoản em gửi cả ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà chỉ cần nói em không thơm, bi ơi mùi này chồng chị không thích, bi ơi mùi này chị cũng không thích, em cho cả nhà địa chỉ, cả nhà mình gửi cho em. Nếu em không gửi về, cả nhà cứ phót em thoải mái, cứ kêu em bằng con chó, đừng kêu em bằng con bi nữa nha. Ok chưa? Kem body á, kháng nước hả? Mình thôi kem body vô dùm cho em, 30 phút sau hả đụng nước là ok nha. Chứ đừng có vừa thôi có chạy đi rửa chén đi giặt đồ đi tắm nha má. Nha, phải để chỗ thấm đi nha. Kem phai có chút về, chút vô nhắn tin cho chị Bi tư vấn cho. Ê, kem phai trong cái giỏ tuổi bà, trong giỏ màu nâu á. Để đưa kem phai nó nghe nè. Kem phai 650 mà xài cả năm. Kem phai 650 nhưng hộp rất to, xài cả năm luôn, tính ra không có mắc đâu nha. Tính ra không có mắc. Đây nè, kem này cả nhà mình xài ban ngày, xài ban đêm giùm kem gái được luôn. Đây, mọi người nghe trời ơi 650 ngán không? Mấy chị xài 200-300 ngàn, mà 1 tháng trời hết, 2 tháng trời hết. Thôi thôi, cái này 650 mà mấy chị xài được cả năm. Để tính ra cái nào nó hời. Tính ra cái nào hời, cái này là kem mặt là kem của công ty nha. Kem mặt là kem công ty, không phải kem trộn đâu, cho nên là cả nhà mình đừng sợ kem trộn nha. Đừng sợ kem trộn, cho xin khăn giấy luôn. Chào Ninh Nguyễn nha. Cảm ơn Tiến Dũng nha. Đây, kem mặt là mọi người phải đưa cái da mặt cho em tư vấn ha, đưa cái da, đưa cái mặt lờ đây cho em tư vấn cho cả nhà mình. Rồi ok hả mô ha, chứ đừng mua đại mua đùa. Nhiều khi mình thấy người ta xài đẹp chưa chắc gì mình xài đẹp, thấy người ta xài cái món đó 5-7 triệu chưa chắc gì người ta xài đẹp mình xài đẹp, thấy người ta xài 100-200 ngàn chưa chắc gì đã xấu. Tùy vào cái làn da mình, nó phù hợp với làn da của mình là mình chơi thôi cả nhà, là mình chơi thôi. Thì em hiện tại á là em đã trải qua rất là nhiều loại kem mặt rồi, mà sao em quyết định em chọn nhiều cái kem mặt đông y này? Bởi vì thứ nhất, thoa vô một cái là thấm mịn như cái làn da của mình. Dạo gần đây em hay đi make up nè, em đi show nè. Nè, mặt bị dính trùng sức gì cho hết vậy chị? Thì chị gái chị liếm cho hết thì chị ngăn khánh. Chị liếm cho hết đi. Chị là con gái, con nít mới lớn hay gì cái gì cũng hỏi em chân vậy? Nó bắn vô trong mặt của chị thì chị liếm cho sạch đi, chị hỏi em chi? Con đi luôn đưa. Đưa cho uống hả? À dạ, em đang like bằng cam thường. Em đang like bằng cam thường. Đang like bên đây cam thường, bên đây app. Bên đây xài app, bên đây xài cam thường. Biết làm sao không? Tại vì á, bên pha ke không có app. Sự ghê, like bên pha ke không có app nè. Cho nên mọi người đang thấy chân thật nè ha.
không? Mọi người nhìn thấy tại vì nhà của em nó thiếu ánh sáng. Tại nhà của em đồ đạc để nhiều quá, nó hút nhiều cái quá, cái thiếu ánh sáng. Cái mặt đông y là 650 MB, 650 xài được 1 năm trời đúng không chị bé Huy? Tóm lại là những cái đối tượng mà xài cái mặt của nhà em là da không đều màu, sạm nám tàn nhang, da mụn xài ok. Nè dạo này em đi make up thường xuyên nè, cho nên là cái da của em nó hơi bị sạm đây nè cả nhà. Make up vừa chụp hình ngoài trời á, vừa lúc rớt đi chạy show, vừa lúc đi chụp hình cưới, rồi đủ hứa chân đi cờ cờ ngoài nắng là da em sạm luôn, mụn. Biết sao bị mụn không? Tại vì da của em á là da tái tạo. Da tái tạo là hạn chế không được xài mỹ phẩm, mà em đi chạy show, đi sự kiện, đi làm đủ hứa đông tay nam bắc hết trơn á. Bây giờ phải gán dưỡng lại nè, phải gán dưỡng lại nè. Như giờ mặt mụn nè, để em chụp cam thường cho cả nhà mình. Bây giờ em sẽ bắt đầu. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nhân cơ hội nè, bây giờ nhân cơ hội cái mặt của em á là đang tệ nè, để em chụp cam thường. Nhân lúc mà cái mặt em đang tệ đi, em sẽ chụp cam thường cái da hiện tại của em lại ha. Rồi cái em sẽ đăng lên cho mọi người coi cái ngày, rồi mọi người coi thử bao nhiêu ngày cái da em cải thiện nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhắc mới nhớ, nhân cơ hội này cam thường chị đẹp lắm, cảm ơn Nguyễn Thi nha. Thì tóm lại là cam thường cũng vậy, có cái nó không có mịn màng trong trẻo như là áp thôi, thì chứ nó cũng vậy à. Với lại nhiều khi em thấy ở ngoài không có tệ. Mà trời ơi, rồi nhìn vô cái áo nó ngói luôn vậy trời. Tao nhìn vô cái, tao nhìn vô cái iPhone đó, nhìn cái iPhone em muốn xỉu luôn má. Dạ em cảm ơn chị Cẩm Giang. Nói nghe nè, chị nào muốn tư vấn kem mặt xài cũng được với em nè, xài nhắn tin cho em chỉ cho. Tại vì bên em chỉ có bán có vài món thôi, còn vài món em không có bán, nhưng mà em sẽ đồng ý chỉ cho mấy chị. Chị nào mà sợ xài tái tạo thì thôi đừng nói chuyện với em, sợ đẹp da thì đừng nói chuyện với em. Tại vì em đã trải qua rất là nhiều sản phẩm và em nói thiệt, em xài mỹ phẩm không thua bà nào hết trơn. Cái da mặt của em nè phải cứu đi cứu lại 4-5 lần á cả nhà, là hết mấy trăm triệu, là hết mấy trăm triệu đó cả nhà. Cái mặt của em á hư lên hư xuống ha, tao nói hả, thấy lộ mặt máu luôn, hỏng cực kỳ, từng bốc phốt bốc ơ tùm lum gầm gầm hồi mấy năm trước luôn. Mà bây giờ cái da của em như vậy là đã là A Di Đà Phật lắm rồi đó cả nhà, thiệt. Thậm chí tới mức độ mà bây giờ mà ai mà kêu em bỏ ra 50.000 mà mua mỹ phẩm em không mua. Nhưng mà nhờ á cái chị ở bên công ty dược này nè, cũng nhờ bả nhắn tin cho em. Tại vì đợt đó em nổi tiếng á cả nhà, cái bả nhắn tin cho em. Bả nhắn tin. Ờ lộn, cái này nước mà dùng kính. Bả nhắn tin cho em, bả nói là Bi ơi, chị thấy em á than thở là trên livestream, em like quần áo em bụi bẩn á, cho nên là cái da bị mụn á, chỉ có cái sản phẩm bên công ty của chị nè. À, chị mời em sử dụng miễn phí. Trời đất ơi, miễn phí thì bu vô. Chứ mà kêu em là cho dù nguyên cái bộ đó mà 50 ngàn em cũng không mua nữa. Ha, nói thiệt. Cái nói thiệt, cái đó là thật sự là cho mình đã xài quá nhiều sản phẩm rồi. Do mình đã bị gạt, bị lầm, bị lừa quá nhiều rồi. Cái mình bị sợ ở cả nhà. Không bao giờ bỏ tiền vô bất cứ mua sản phẩm nào. Vậy mà em xài cái bộ của bà này mà em chịu. Không biết nữa đếm nè. Vậy mà em xài cái bộ của chị này em chịu cả nhà. Em chịu mà bây giờ em gan bán luôn đó. Chứ nói thiệt chứ mấy chị nha, hàng công ty bán không có lời bao nhiêu hết trơn á. Bán cho mấy chị hủ kem lời 70 ngàn làm biến á. Bán hủ kem 650 lời 70 ngàn làm biến cực kỳ. Mà tại miếng sao nó quá hiệu quả, nó quá đẹp da. Chính vì vậy mà thiệt á, giống như kiểu một phần là coi như là trả ơn chị luôn á. Một phần là cũng là trả ơn chị nè, đã giúp mình lấy lại cái làn da mà mình khao khát, mình mê. Hồi xưa đó, da em tàn nhang với mụn dữ lắm, là do em á, kem phay là 650 xài được cả năm luôn á. Lúc trước là da em da mụn đó mấy chị, da em nó xấu tới độ mà em đi đổ gác em phải trang điểm nữa, chứ không phải dám ra đường lúc mới lớn mà đổ gác cũng phải trang điểm nữa, rồi ghét rồi cái mặt nó hư á, rồi rửa không sạch hết cả nhà, mụn không, rồi thêm lúc làm ở trong thẩm mỹ viện nữa, người ta lấy mình ra làm chuột tập, công nghệ nào ra cái ta làm cho mình thì mình cũng miễn phí thì cũng bu vô. Trời ơi, ghét cái mặt tao nó như cái mặt cái nồi cám lợn vậy đó cả nhà. Đó, như cái nồi cám lợn vậy đó. Nhưng mà xong cuối cùng em xài cái bộ này xong mà ra da em đẹp, mà em ra em bán kem em nói cái gì ta cũng tin. Em nói cái cục đó là cục, cục đó em nói là cục đó là cục cứt, mà lấy chét vô mặt ta cũng chét nữa, em nói thiệt. Tao lúc mà da mình đẹp mình nói gì ta cũng tin. Trời ơi, cái đó đâu có lấy đâu đưa nữa gì trời, có bán được cái hũ nào đâu, đâu có bán đâu mà đưa nữa. Trời, công nhận đó nhiêu? 50 gì trời, không có vụ mà tặng, không có vụ tặng đâu gì trời. Không biết, để đi tao tắt like tao vô tao hỏi mày liền. Rồi vậy đó, muốn tư vấn da nhắn tin đi tư vấn cho, nhắn tin đi tư vấn cho.
Thằng má ơi, không có nào cũng 1 tặng 1 chân á. Cái bảng để tuốt sao vậy mà cũng nhìn hay thiệt. Vậy mà ngày xưa bán hàng để cái bảng mà cọc mới đi hàng chào báo trên màn hình không ai thấy. Còn bảng để sai gì mà thấy trời. Bảng để sai gì mà thấy mua 1 tặng 1 luôn. Không có má ơi, lộn rồi. Bye bye nha. Có gì bán nhắn tin em nha cả nhà. Bye bye nha. Chào Hoa Ngái và Nguyễn Thắng. Điêu kệ mẹ người ta. Em điêu thì cũng đây cũng có mấy ngàn người hai bên người ta coi nè. Chị nói điêu ta giả vô mặt chị. Bye bye nha. Quang Hỷ, Quang Hỷ không có đôi coi với mấy chị.